Anh Nhật Bếp xin chào anh chị em nhé. Hôm nay em mới về một chiếc máy lọc nước ion kiềm. Chiếc máy này là sản xuất tại Nhật Bản anh chị nhé. Hàng đã qua sử dụng, điện 100V. Máy của hãng National TK7208. Chiếc máy này rất là bền bỉ. Lõi lọc là anh chị sẽ sử dụng lõi lọc này, nó sẽ lọc được khoảng 6.000 lít nhé. Anh chị, con máy này thì bên em hiện tại đang có lõi lọc mới. Có lọc mới để thay nếu anh chị khi anh chị cần thiết. Chiếc máy là sản xuất năm 2007 anh chị nhé, nhưng mà máy còn rất là mới. Đồ Nhật thì nó khá là bền, và đặc biệt nếu mà cái năm sản xuất thì nó cũng không quá quan trọng lắm, tại vì nhiều những máy mà sản xuất những cái năm 2000 trở lên ấy thì còn rất nhiều máy họ tức là họ ít sử dụng ấy, nên nó rất còn mới. Đây là cái hít nam châm để ở cái hít hơi để nó giữ cái dây nước thải này. Đây là một đường dây nước cấp gì nhá. Đây là hãng National, chị sẽ nhìn thấy đây là thông số chiếc máy này. Đấy, TK7208 National Made in Japan, điện 100V, dòng là 1.3A chị nhá. Đây là phần lõi lọc, chị mở đây ra này. Phần lõi lọc này, nó sở hữu lõi lọc 6.000 lít. Điện cực thì nó có 3 tấm ấy chị nhá. Bên em có bán lõi lọc mới luôn anh chị. Cái lõi lọc này thì nó còn rất, nếu theo cái máy này nó hiển thị, máy nó có hiển thị solid ở trên trên màn hình. Đó, lõi lọc là lọc 6.000 lít nhé, lọc hết 6.000 lít thì mình có thể mình thay lõi lọc khác. Đây là cái hộp để chúng ta bỏ canxi này. Đấy, bỏ canxi để bổ sung khoáng cho nước. Như ở nước máy ở Việt Nam mình thì mình sẽ không cần bổ sung khoáng gì nhé, nó có đủ khoáng rồi. Chiếc máy này có một đường dây cấp này, một đường dây thải nhỏ này. Và ở dưới đế này nó có phần hít nam châm nhé. Đây, phần hít hơi để nó giữ cái máy cho nó chắc chắn, nó không bị đổ. Ở dưới đế này. Và phần đế này thì em có để... đây là phần nước xả này, đây là phần cấp nước cho máy này, cái phần này phần cấp nước này. Một dây điện nguồn này chị nhé. Chiếc máy này lọc được độ pH từ 6.0 cho đến 9.5. Nếu mình chỉ tăng cường pH lên, là đây nó có nút tăng cường pH này, thì nó lên được khoảng tầm 9.6, 9.8 gì đó. Màn hình nó hiển thị solid. Màn hình thị solid và cắm để em xem nó tổng 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 solid nó còn lại bao nhiêu nhá. Đây, chiếc máy này nó sẽ đếm ngược từ 6.000 lít trở về 0 lít. Thì đây nó còn 5.010 lít anh chị này. Chiếc máy nó có tăng cường điện phân nhé. Nó sẽ tăng cường lên độ pH khoảng 9.6, 9.8 gì đó. Đây là nút reset lại lõi lọc này. Khi nào anh chị thay lõi lọc mới thì mình sẽ nhấn nút reset. Đây là nút thông báo đang điện phân. Đây là đây là nút để chúng ta điện phân liên tục này. Đây là hẹn giờ này. Các chức năng này thì em có dán hướng dẫn bằng tiếng Việt ở bên cạnh chị nhé, để chị nhìn đây rất rõ này. Đây là đầu tiên là nước rửa mặt, nó sẽ ký hiệu nó sẽ màu hồng hồng, đây nước rửa mặt này không được uống này. Có độ pH khoảng 5.5-6.0. Thứ hai là nước có độ pH trung tính thì pha sữa uống thuốc. Thứ ba là nước kiềm này, nước kiềm có 3 mức. Mức 1 là nước 8.5. Nước này anh chị dùng để uống cho người mới bắt đầu làm quen, chúng ta uống 1 đến 2 tuần đầu tiên. Sau đó chuyển sang uống nước 9.5 này, nước 9.0. 9.0 này đồng thời chị sẽ dùng để nấu cơm nấu canh và chúng ta sẽ uống tiếp tục 1-2 tuần tiếp theo. Sau đó chúng ta sẽ chuyển sang nước độ pH 9.5 mình nhé. Nước độ pH 9.5 chúng ta sẽ uống thường xuyên, uống hàng ngày luôn. Và cái nước 9.5 này anh chị có thể dùng để pha trà, pha cà phê luôn. Chiếc máy rất là nhỏ gọn, dễ sử dụng, giá rẻ. Còn lõi lọc thì còn như mới, 5.010 lít, mới dùng hết khoảng 1.000 lít thôi. Cái máy này anh chị còn lọc được đến 5.000 lít anh chị nhé. Khi hết nó lọc thì mình sẽ thay nó lọc mới cho nó lại lọc được 6.000 lít tiếp theo. Bên em có đầy đủ phụ kiện tất cả mọi thứ, lọc thô, van vòi, biến áp, đổi nguồn. Đầy đủ hết thì là anh chị lắp đặt chiếc máy này. Và có video hướng dẫn lắp đặt luôn, video hướng dẫn vệ sinh máy. Nói chung bên em đầy đủ hết thì nhé, anh chị chỉ việc mua về chị dùng thôi. Máy này rất đẹp luôn chị nhé. Đời 2007. Tại vì 2008 là bắt đầu nó chuyển sang Bana vậy nhá. Máy cực kỳ đẹp. Chiếc máy này nếu anh chị nào mua thì em sẽ bán anh chị với giá là 4.800.000 đồng vậy nhá.
4 triệu 800 ngàn đồng bao ship toàn quốc nếu như chỉ khoảng 100%. Đây là bao giá máy không nhá. Còn nếu chị mua thêm lọc thô phụ kiện van vòi đầy đủ này thì nó rơi vào khoảng 1 triệu 8. Lọc thô van vòi đầy đủ nhá. Bộ thô 3 lõi này. Van vòi khóa nước mở nước này, một cái biến áp mà 1 kVA này. Sẽ đủ cho cái bộ này. Đó, anh chị nào mua liên hệ với em nhé. Giá 4 triệu rưỡi một chiếc máy còn nói lọc còn quá nhiều luôn, 5.000 lít luôn. Tại vì anh chị mua một cái lõi lọc mới thì giá bây giờ nó đã khoảng tầm 2 triệu 3 chị nhé. Nói lọc mới 2 triệu 3 rồi, nên đây nó còn nói lọc nó còn đến tận 5.000 lít thôi. Anh chị mua chiếc máy này chỉ có 4 triệu 8 thôi. Anh chị về nếu mà 5.000 lít anh chị tính ra chị mua nước khoáng La Vi đi. Giả sử chị mua nước La Vi đóng bình về uống đi. Thì bây giờ nó khoảng 2.500 một lít thì 5.000 lít anh chị đã hết khoảng mười mấy triệu rồi. 5.000 lít năm 25 năm 2010 là hết khoảng 12 đến 13 triệu tiền mua nước rồi đúng không? Mà nước chị anh chị mua bên ngoài thì hoàn toàn chị không biết nó làm bằng cái gì và không biết nó sạch hay là bẩn. Không biết độ pH tạo cái gì, như cái máy này anh chị biết chắc chắn rằng là độ pH nó tạo ra bằng dòng điện công nghệ điện phân anh chị nhé. Thì công nghệ điện phân là gì và thì anh chị có thể tìm hiểu thêm ở trên internet, trên YouTube họ nói rất kỹ về cái công nghệ điện phân của Nhật. Đó, một cái máy duy nhất và công nghệ điện phân nó tạo ra rất nhiều các loại nước khác nhau. Và chiếc máy này khi anh chị muốn lấy nước có độ pH 10.0 thì mình sẽ lấy nước thải của nước rửa mặt nhé. Nước thải của nước rửa mặt nó sẽ ra độ pH khoảng trên dưới 10.0. Ờ, chiếc máy rất đẹp, là tiền nan TK7208. Anh chị đã quan tâm chiếc máy ở liên hệ với em nhé. Giá 4 triệu 800 ngàn đồng bao ship toàn quốc. Xin cảm ơn chị đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại chị những video sau.